tượng đức mẹ bỗng nhiên khóc ra máu suốt hơn một tuần qua những dòng nước chảy ra từ khóe mắt của bức tượng đức mẹ lại có màu đỏ tựa như máu và chưa có dấu hiệu ngừng lại tưởng chừng như vô chi vô giác nên khi bức tượng đức mẹ mari tại một nhà thờ nhỏ xa xôi ở bolivia xuất hiện những giọt nước màu đỏ tựa như máu trên khoe mắt những con chiến đã không thể không tin vào điều kỳ diệu ẩn chứa phía sau hiện tượng kỳ lạ này tất cả họ đều tin rằng đây là một hiện tượng không thể lý giải được bằng khoa học được biết người nhìn thấy hiện tượng này đầu tiên là một người dân địa phương sau khi chụp ảnh bức tượng lại người này đã đăng tải lên mạng xã hội để chia sẻ Thầy tu Luis Mamani, quản lý nhà thờ cũng xác nhận, độ hơn một tuần nay, tượng Đức Mẹ Đồng Trinh bắt đầu có hiện tượng chảy máu, dòng nước đỏ chảy từ khóe mắt xuống gò má rồi đến đôi bàn tay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Thầy Mamani cũng cho biết thêm, nhà thờ được xây cách đây 10 năm trong khu định cư Puerto Rico ở trung tâm bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Manuripi Health thuộc khu hành chính Pando ở nước này. Để kiểm chứng xem dung dịch màu đỏ kỳ lạ đó có phải là máu người hay không, ban quản lý nhà thờ đã đem tới bệnh viện địa phương để xét nghiệm hiện vẫn chưa rõ câu chuyện đức mẹ khóc ra máu có phải là một hiện tượng tâm linh kỳ bí hay không nhưng chỉ biết trong vô số những tin đồn do người dân huyễn hoặc nên có rất ít trường hợp được những người đứng đầu giáo hội công nhận là có thật <laughs>